Thưa quý vị, Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch năm nay trùng với dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Vì vậy, đợt lễ này, công nhân viên chức người lao động, hai học sinh có ngày nghỉ khá dài. Đây là dịp để gia đình, bạn bè sum họp với những chuyến đi dài ngày để thư giãn, vui chơi, giải trí. Ai cũng lên cho mình những kế hoạch dự định riêng và team 3K Sport đến từ huyện Thanh Hóa cũng lên kế hoạch cho đợt nghỉ này. Đó là những chuyến giao lưu thể thao lành mạnh. Hiện tại team 3K Sport gồm có hai nhóm tuổi, nhóm tiểu học và nhóm cấp 2. Và tổng cộng số học viên có khoảng tầm 20 mấy em, gần 30 em. Mỗi một chuyến đi giao lưu như thế này có nghĩa là team của mình cũng đã đi giao lưu nhiều nơi rồi. Nên thành ra là mỗi một chuyến đi giao lưu như thế này là cô thầy thông báo hôm nay đi giao lưu Tân An hay gì đó, là các bạn tự cũng ý thức được là sắp xếp là cần đem theo những cái gì để đi giao lưu, để trang bị những cái dụng cụ cần thiết tốt nhất là để đi thi đấu, mang cái tinh thần rất là hứng khởi đi thi đấu. Team 3K Sport là một team cầu lông ở huyện Thanh Hóa do cô Hưng và thầy Khanh đứng lớp dài. Thành viên là các em lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Nhân kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, các em trong team 3K Sport đã có trải nghiệm thật vui và ý nghĩa với hoạt động thi đấu giao lưu cầu lông cùng các bạn ở đội cầu lông thành phố Tân An. Dạ, con đã học bài chuẩn bị ở nhà hết rồi và ba mẹ cũng rất là yên tâm và tự tin cho con tham gia vào cái giao lưu ngày hôm nay cùng với mọi người. Và khi con được tham gia cùng với mọi người giao lưu ngày hôm nay thì con cảm thấy rất là vui và được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ nhiều các bạn khác nhau. Con tên là Phùng Nguyễn Bảo Ngọc, con đến từ Thanh Hóa. Dạ, con học bài thuộc hết rồi cho nên là ba mẹ con mới đồng ý cho con tham gia. Tại vì đi đánh là nó rất là vui, với lại đi chơi thì nó cũng không vui cho lắm cho nên con quyết định tham gia cái này. Dạ, con đánh được 4 trận, con cảm giác rất là vui, rất là hồi hộp. Con rất là muốn giao lưu với những y chang những cái chuyến đi như thế này nữa. Những chuyến giao lưu thể thao là một hoạt động không thể thiếu cho các em lứa tuổi học sinh, bởi thông qua đó mang lại rất nhiều lợi ích khác về mặt tinh thần và kỹ năng cho tất cả các em. Không chỉ giúp các em học được tính tự lập, mà từ đó giúp cho trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp. Ngoài ra, trẻ sẽ dễ dàng thích nghi, hòa nhập khi đến với các môi trường khác. Với không khí vui tươi hấp dẫn, buổi giao lưu đã để lại ấn tượng không chỉ đối với các em, mà còn là niềm vui khi phụ huynh khuyến khích và đồng hành trong những hoạt động thể thao. Thì cũng nhân dịp lễ thì được nghỉ, rồi cũng được đồng hành với con là đi tham gia cái giao lưu về cái cầu lông. Thì cũng thấy là khi đến đây thì rất là nhiều trẻ, lớn có, nhỏ có. Thì thấy các bé là rất là, không khí rất là đông vui, hào hứng. Thì các bé tham gia thì rất là nhiệt tình. Thì thấy qua đây thì thấy là các bé được là vận động nè, rồi được trải nghiệm, rồi được rèn luyện sức khỏe. Thì thấy là rất là hữu ích cho các bé trong ngày lễ. Đây, nói chung là cũng được sự hỗ trợ và rất là nhiệt tình của phụ huynh luôn. Có nghĩa là người phụ huynh rất là tin tưởng cái Hưng với Khanh dạy, cái việc Hưng với Khanh dạy. Nên thành ra là phụ huynh cũng tạo điều kiện. Rồi mùa lễ này thay vì gia đình dẫn các con đi du lịch này kia đâu, nhưng mà phụ huynh cho các con đi giao lưu để các con có sức khỏe. Rồi sau đó, sau cái lễ này vô các con sẽ thi học tập tốt hơn. Có sức khỏe tốt thì đương nhiên là phải học tập tốt hơn rồi. Nên phụ huynh là sẵn sàng cho con đi tham gia cầu lông giao lưu, có chuyến giao lưu hôm nay. Chỉ là buổi giao lưu nhưng các em đều thi đấu tập trung hết mình. Có niềm vui khi giành chiến thắng và nỗi buồn khi thua trận. Nhưng qua những buổi thi đấu như thế này giúp các em được cọ sát, rút kinh nghiệm cho chính mình, mà còn tiếp động lực, rèn ý chí phấn đấu để các em quyết tâm theo đuổi đam mê.